Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Vua nước rút cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay đoàn đua sẽ thi đấu chặng 20 từ thành phố biển Nha Trang lên thành phố hoa Đà Lạt với ngọn đèo Khánh Lê, ngọn đèo được ví với cái tên là đèo nối liền hoa và biển. Đây là nơi có ý nghĩa quyết định đến cục diện các danh hiệu và đó là sự pha trộn giữa tất cả các danh hiệu, không chỉ là áo chấm đỏ cho vua leo núi ở trên đỉnh đèo mà quan trọng hơn là áo vàng, áo xanh, áo trắng và cả cúp đồng đội nữa. Lợi thế vẫn đang ở trong tay tập thể thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các tập thể mạnh khác họ sẽ tính toán điều gì để có thể có được những mục tiêu cho riêng mình? Hãy chờ đón trong chương trình Vua nước rút. Đèo là một khánh lê dài 29 km, cao 1.700 m và độ dốc trung bình 5,35 độ. Là ngọn đèo chỉ dành cho những chân leo núi đẳng cấp. GSB Đồng Nai là đội chủ động đưa vào chân đèo. Việc chủ động từ phía GSB Đồng Nai đang là những đầu tàu kéo rất mạnh và để nhằm loại bỏ và cũng như tạo ra tốc độ cao cho các học viên ở sau đã rơi gụng rất nhiều. Động thái này có 3 mục tiêu. Một là nhắm vào chiếc áo chấm đỏ với 30 điểm thưởng cho tay đua cán đỉnh đèo đầu tiên. Nhưng hai mục tiêu sau mới là mong muốn chính của huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú, nhắm vào ngôi đầu cúp đồng đội và 10 hạng đầu tổng sắp cá nhân. Nguyễn Hoàng Sang đã nương theo ngưỡng của ba chân đèo tốt nhất đội là Ba Sang Khu, Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Phạm Quốc Khang để duy trì tốc độ cao và ổn định. Đội trưởng của GSB Đồng Nai cũng tính được ngưỡng của các đối thủ mạnh và tự tin có thể thoát khỏi sự đeo bám. Tay đua đang tạm mặc chiếc áo chấm đỏ với leo núi là Phan Hoàng Thái cũng đã bị tuột lại ở phía sau. Rõ ràng là tốc độ của những tay đua GSB Đồng Nai dẫn top đi đầu này đã được đẩy lên ở mức khá cao. Và chính vì thế, những gương mặt chủ chốt mà chúng ta vẫn thường nhắc tên đều đã không có mặt ở top đi đầu này. Vẫn là cho thấy những đầu tàu máy kéo GSB Đồng Nai đang kéo rất tốt và đang loại bỏ các đối thủ ở phía sau rất nhiều. Như vậy là với những góc quay này và cùng với những thông tin liên tục được cập nhật ở trên đường thì tay đua cũng được đánh giá cao ở trên đường đèo, đó là Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama có lẽ là bị tuột lại. Và như vậy là tình hình diễn biến về nhân sự ở top đi đầu này thì thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ còn Igor Frolov và người đội trưởng của đội đó là Nguyễn Trường Tài. Sang sẽ canh theo cái ngưỡng của Sang, cái gọi là ngưỡng hiếu khí của Sang, có thể nói là cái ngưỡng 40 phút và trên 60 phút. Làm sao mà duy trì được theo cái ngưỡng của Sang và chắc chắn các đội viên mà nặng ký hơn Sang thì sẽ bị rớt lại. Khi đã tạo được thế lợi quân 4 so với 2 của tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp và 1 của thành phố Hồ Chí Minh Vinama, mục tiêu của các học trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú là đưa top 1 về đích thành công. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi vì đặc trưng của đèo Khánh Lê là sau đỉnh đèo, các tay đua đổ dốc liên tục nên có thể dễ dàng duy trì vận tốc cao để đưa nhau về thành phố Hoa Đà Lạt. Nhưng huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt cũng không ngồi yên. Igor Frolov phát pháo tấn công khi cách đỉnh đèo Khánh Lê 3 km. Chúng ta đã thấy cú nhấn bằng đạp của Igor Frolov ở top 1. Chúng ta đang thấy thì từ những cái bước đầu tiên, vận động viên Igor Frolov đang bị kìm nén giống như những chiếc lò xo mà bây giờ vận động viên này đã bung ra và tạo nên tốc độ rất cao. Hình ảnh ăn mừng của Igor Frolov rất quen thuộc. Xin chúc mừng Igor Frolov là người đã chinh phục đỉnh đèo Khánh Lê, đỉnh đèo loại 1 ngày hôm nay. Cú nhấn bàn đạp của Igor Frolov có hai mục đích. Một là dựa vào khả năng đi đèo vượt trội. Tay đua mang áo số 7 đã chính thức dẫn đầu bảng điểm áo chấm đỏ khi thắng cả hai đỉnh đèo Khánh Lê và Giang Ly. Hai là nhằm phá sức các tay đua GSB Đồng Nai, khiến họ quá sức và rớt lại. Nhưng các học trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú tỏ ra rất biết người biết ta. Hiểu rõ không thể đeo bám Igor trên đèo, cộng với việc Nguyễn Phạm Quốc Khang đuối sức, ba tay đua còn lại trong màu áo xanh chủ động nằm lại, bảo toàn lợi thế quân số. Không chấp nhận mất ngôi đầu đồng đội, huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt tiếp tục sử dụng ngoại binh còn lại. Konstantin Nekrasov nạp tốc độ cũng với chủ ý phá sức các mắt xích của GSB Đồng Nai. Konstantin Nekrasov đã tăng tốc để vượt hẳn lên phía trên. Trong khi đó thì một nhóm ba tay đua đã bị kẹt lại ở phía sau nữa. Đó là Nguyễn Quốc Bảo, là Lê Ngọc Sơn và Trần Lê Minh Tuấn.
Còn tay đua Basanku Mekmasuren của GSP Đồng Nai đã bị rơi hẳn lại phía sau. Thì con tin với lại đội An Giang thì cố gắng tấn công để tụi em banh ra thôi. Nói chung là em cũng chạy theo ngưỡng của em thôi. Nếu mà em gán nói xíu thì cũng banh à. Nên em đợi Basaku vô để kéo. Nói chung là để cho cái đoạn đường của Basaku về đích này nó càng ngày càng gần lại. Đòn tấn công thứ hai này mới chính thức phá thế của Nguyễn Hoàng Sang và các đồng đội. Basaku hụt hơi rớt lại. Dù vẫn đủ sức đi một mình về hạng chính, nhưng tay đua người Mông Cổ cũng chỉ giúp GSP Đồng Nai vươn lên hạng nhì đồng đội. Một hình ảnh cực đẹp, trái tim ăn mừng của Igor Frolov xin được chúc mừng tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Các tay đua khác chỉ giữ nhịp mà không tấn công trên đèo, nên tôi đã chọn thời điểm thích hợp để tấn công, vì tôi thích chơi theo phong cách solo về đích một mình. Trong thế trận tranh chấp cúp đồng đội quyết liệt, tập thể Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải buông bỏ áo trắng. Nguyễn Văn Bình bị rớt lại phía sau mà không có sự hỗ trợ kéo vào của các đồng đội. Nhưng tay đua đoạt áo trắng lại là một gương mặt khiến ai cũng bất ngờ. Không phải như dự đoán của giới chuyên môn là Lê Hải Đăng của Dược Domesco Đồng Tháp, tay đua được đánh giá cao về khả năng đi đèo, mà là Phạm Lê Xuân Lộc của quân khu 7. Tay đua mới 17 tuổi là người duy nhất trong nhóm tranh chấp áo trắng đeo bám được tốc đầu gần suốt lộ trình leo đèo Khánh Lê để về đích cùng nhóm những tay đua mạnh, đoạt áo trắng từ tay Nguyễn Văn Bình. Em không nghĩ em đu dính tới 30 cây đèo mà em đu dính được cả 20 cây. Em lúc đó em chịu hết nổi nên là cũng bỏ lên hết đèo, nhưng mà mừng một cái là nhập được top với lại anh Tài. Anh Tài với lại mấy anh của An Giang nên là mấy anh cùng đồng lòng đưa em về luôn. Dù rơi xuống hạng 3 đồng đội, nhưng tập đoàn Lộc Trời An Giang có thể nhẹ gánh trong cuộc tranh chấp áo xanh, vì đối thủ chính Trần Tuấn Kiệt nằm trong top cuối, bị quá 15% thời gian so với tay đua về đầu, không còn khả năng cạnh tranh các danh hiệu cá nhân. Đã có nhiều thay đổi trong cục diện các danh hiệu sau chặng đua được xem là quan trọng nhất ở cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vẫn còn đó nhiều mục tiêu chờ đợi các tay đua chinh phục trong chặng đường còn lại. Chặng đua thứ 20 xứng đáng xem là chặng đua hay nhất của cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Nó ghi nhận những nỗ lực và tinh thần thi đấu tuyệt vời của tất cả các vận động viên, tinh thần cống hiến và sự vượt trội của Igor Frolov ở trên top đầu, tinh thần thi đấu và sự tính toán chiến thuật tỉ mỉ của các tay đua GSP Đồng Nai để hướng đến ngôi đầu đồng đội, cũng như là tinh thần không lùi bước của các tay đua top sau để không vượt quá phần trăm thời gian quy định. Xin dành tất cả những lời ngợi khen cho tất cả các vận động viên đã hoàn thành chặng đua ngày hôm nay. Chương trình Vua Nước Rút cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Mời quý khán giả đón xem truyền hình trực tiếp chặng 21 lúc 8 giờ ngày 28 tháng 4 trên kênh HTV 9 và HTV Thể thao.